Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khui một chai nước hoa đắt tiền nhất của Cham, trời Cham Scandal, được sản xuất tại Pháp ra. Thì những dòng sản xuất tại Việt Nam thì em này là một trong những dòng đắt đỏ nhất của nữ nha mọi người. Và mình sẽ cùng khám phá về mùi hương này nha. Ở bên ngoài nó có một cái lớp. Và đây tên 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 tên. Wow, rất là dễ thương đúng không? Sử dụng làm quà tặng cũng rất là ok nha mọi người. Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh. Đây là thiết kế bên vỏ chai được polish bằng tay thủ công, cho nên là mọi người sẽ thấy cái chai này nó rất là bóng. Và những kết cấu phụ cũng rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái hương này. Nhớ là cách xa 20cm. Và chúng ta sẽ thử cảm nhận. Cham Queens được inspire theo mùi của Lady Million của Paco Rabanne. Cái chai nước hoa này thì có giá trên thị trường khoảng 2.480.000 cho cái chai 80ml. Và Lady Million thì được đánh giá là một trong những cái chai có độ lưu hương không lâu nha mọi người. Nó chỉ lưu được khoảng 3-6 tiếng đồng hồ thôi. Không có phải là mọi người cứ nghĩ rằng là nước hoa vài triệu lúc nào cũng lưu hương vài ngày nha. Đó là tùy theo khách hàng. Có một số khách hàng thì người ta chỉ thích những cái mùi hương nhẹ nhẹ thanh tao, thì người ta chọn dòng Lady Million này. Nó được đánh giá chỉ lưu hương 3-6 tiếng và nó mang hương hoa cỏ thiên nhiên. Nó thanh, mát, nhẹ và cái độ tỏa hương của nó cũng không xa nha mọi người. Nó chỉ tỏa trong vòng một cánh tay thôi. Để cho những cái khách hàng mà thích sự tinh tế và cảm nhận ở gần thì mọi người sẽ lựa chọn cái dòng nước hoa này. Đối với dòng Cham Queens của Cham thì nó được điều chế cho phù hợp với khách hàng Việt Nam, cho nên nó sẽ lưu hương lâu hơn một chút xíu, nhưng nó cũng chỉ tầm tầm trong khoảng 6 tiếng, 7 tiếng thôi, chứ nó không thể nào lưu lâu. Ví dụ như là Cham Ori, Cham Wood Girl thì nó sẽ không lưu lâu bằng những dòng đó. Và những ai mà lớn hơn 20 tuổi thích hương hoa cỏ, trái cây, thanh tao, nhẹ nhàng thì có thể sử dụng em Cham Queen này nha. Khi mà các bạn xịt cái mùi Cham Queen này, cái ấn tượng đầu tiên mà các bạn cảm nhận được đó chính là quả mâm xôi và hạt phỉ. Nó cũng có 3 tầng hương, nhưng mà cái mùi hương mà các bạn dễ cảm nhận nhất đó chính là quả mâm xôi và hạt phỉ. Thì quả mâm xôi, các bạn những cái tín đồ nước hoa sẽ dễ dàng cảm nhận được cái mùi hương này có ở trong những dòng nước hoa như là Lolita So Sweet, hoặc là Woolen La Petite Pork, hoặc là Lancôme Tresolanus. Đây là những cái dòng mà có cái mùi hương của quả mâm xôi này. Quả mâm xôi này thì mọi người sẽ nghe hương ngọt ngào kết hợp với mùi củ gỗ. Và trong hương nước hoa này thì nó hòa chung với một loại nữa, đó là hạt phỉ. Hạt phỉ thì nhìn giống như là hạt dẻ vậy đó. Nó được trồng nhiều ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái hạt phỉ này người ta có thể ăn được, cho mọi người nướng lên ăn được luôn. Và nó được dùng trong nước hoa bằng cách là nó rồi chiên cất lên để lấy thành tinh dầu, và đã được dùng tương đối là phổ biến ở trong nước hoa. Cái hạt phỉ này thì cái mùi hương của nó là nghe hương gỗ kết hợp với mùi của tinh bột, tạo cảm giác rất là thoải mái ha. Và ở trong cái tầng thứ 3 của cái hương hoa này, tại sao nó lưu hương không được lâu? Bởi vì nó không chứa những cái thành phần lưu hương lâu như là xả hương hay là hổ phách hay là những cái hương gỗ đậm. Mà cái hương cuối cùng của nó thì các bạn sẽ nghe mùi mật ong mát nhẹ kết hợp với gỗ đàn hương. Là gỗ đàn hương. Và cho nên là cái mùi hương của nó thì các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhẹ nhàng và thanh tao và quý phái. Cho nên nếu như mà các bạn cần một cái loại nước hoa nào đó mà cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, thanh tao và quyến rũ thì các bạn có thể sử dụng Cham Queen nha.